có cần anten mới, chắc tivi nhà mình sẽ nét lắm đây. Để xem nào. Để xem nào. Xong đi nhỉ? Ê, được rồi. Sao thế nhỉ? Đang hay. Xem thế nào. Lu, sao cậu lại trèo lên nóc nhà tớ hả? Cẩn thận. Tớ cứ bảo mà. Đau quá. Lại như thế rồi. Bực thật.
Vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Đang khát khô cả cổ đây, phải uống cái đã. Ơ,
con gọi gì đấy? Xem nào. Ôi, tớ bị làm sao thế này? Trời ơi, sao thế này? Cậu làm sao thế này? Chết rồi. Thả tớ xuống. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Cậu cho tớ uống thử lọ nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào, hãy mở ra. Tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây, há mồm ra. Ôi, chỉ tại tớ tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Đấy rồi.
Oh,
Tôi xin lỗi. Tôi đã hoàn rồi. Mình phải tìm chỗ nào rộng hơn mới được. Cao hơn nữa. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Oh.
Chú chim kia. Mình có cách rồi. Ô, hoan hô, hay thật đấy. Cầm lấy. Đây nữa này. Wow. Ô, Bun ơi, tớ bay được rồi này. Tớ bay được rồi. Tạm biệt Bun nhé. Xin chào, xin chào các bạn. Cậu nhìn đi, đẹp chưa kìa. Thế bây giờ muốn xuống thì làm như nào? Làm thế này này. Cho tớ, cho tớ. Cái gì đây? Nào. Ây à. Đây, đây, bắt tôi đi à? Này. Này, này, nhìn này. Suýt ngã ra đường thế. Tớ trong cửa hàng có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật, mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay. Wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Ừ. Chà chà, nhà hàng trông đẹp thật đấy.
chào hai bạn. Rất vui mừng chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi. Xin các bạn chờ một lát nhé. Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tôi xem nào. Sao lại danh của tớ? Có cách rồi. Ui, cậu soi gương đi. Soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kia? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi, tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem bằng vừng đen này. Em không ăn được đâu. Cho em ạ.
Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người ấy mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem. Vừa khỏe mạnh, lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Ha ha ha!